Chào anh chị em và tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về cách nạp mật 17A, HP 17A dành cho những anh chị em nào mà chưa biết cách nạp mật. Mình sẽ xin hướng dẫn và mình nạp theo. Còn những anh chị em nào đã biết cách nạp mật rồi thì thôi, xin bước qua nha. Bây giờ mình hướng dẫn cho mọi người nạp mật HP 17A là 30A, 17A, nạp mật 17A. Đây là cái đầu hộp này, hộp chính hãng, hộp riêng. Bây giờ hộp theo máy, bây giờ mình nạp hộp mật này nó hơi khó khăn là khi mình mở cái đầu này là mình phải nạy ra, tại vì nó có dính cái chốt bên trong. Hai bên ha, ốc này và ốc ở trong này. Thì bây giờ là mình dùng cái chu vít dẹp này, chu vít dẹp này ha, mình lấy này, đây, này. Nguyên cầm này đây này, bây giờ mình ấn nguyên cái trục từ này ra, mật này đang dính vào trong này luôn. Bây giờ mình rút ra, nó có cái bánh răng, bây giờ mình chắc nó rút ra. Ok, nó có vấn đề ngay đầu này. Rồi, bắt đầu mình bỏ mặt bên ha. Mặt. Bây giờ là mình phải vệ sinh cái gạt này. Thì lấy giấy mỏng ha, giấy mỏng hoặc là giấy mỏng vệ sinh cái gạt này. Cái phần này là phần đổ mực. Phần này là phần đổ mực. Rồi bây giờ mình mở cái gạt này ra. Phần này gạt này ra, đưa đổ mực vào trong ha. Rồi. Giờ mình mở phần gạt này ra. Đó, mình làm vệ sinh đi. Làm vệ sinh cái gạt này nó dơ ha. Mình làm vệ sinh sạch. Vệ sinh sạch này. Em có xem này. Đây này, đó. Phần trên là phần dưới của phần tiếp. Ok. Đó. Bỏ qua một bên nha. Rồi bây giờ là mình lưu sơ qua cái phần mật đổ vô. Rồi, xong ha. Bây giờ là mình bỏ qua một bên đi. Mình làm trục từ. Làm sạch cái trục từ ha. Từ này mình có thể rút ra này. Từ này mình có thể rút ra. Đó, mình có rút ra. Anh em rút ra. Rút ra riêng biệt ra. Mình làm vệ sinh cho sạch. Rồi mình bỏ vào chỗ này. Cho mình làm cho kỹ ra. Mình làm cho kỹ.
không chị? Ok. Rồi. Hai phần riêng biệt. Bây giờ là cái phần chọc vật đó, nó chỉ bỏ vào bên trong thì nó mới tiếp xúc mực, nó hít mực. À, bây giờ là mình sẽ bỏ trở lại. Bây giờ mình đổ mực ha, đổ mực, mực này là mực này, mực này là mực này, à, 17, 30 g, mình lấy, à, bây giờ mình lấy cái phít mình lấy ra ha. Này đây, đó. Cái nắp này mặc lại ha, cái sâu đó mặc một lại, rồi bây giờ mình đổ vào đây ha, đó. Đó. Bây giờ cái này nó dính mực không, đổ mình đổ nó mực nó lem thì bây giờ mình leo đi. Đó, cái này mình đổ không, khi nào mình cảm thấy nó vừa đầy thì mình ngưng, chứ mình đổ đầy quá thì nó sẽ bị tràn. Là bây giờ là mình gắn cái gạt này lại ha. Okay. Gạt lại, à, bây giờ là ép lại ha. Nó. Ok. Mình quan trọng là mình nạp mực thì mình phải làm vệ sinh sạch chỉ cái gạt. À, nếu mà mực còn thì mình đổ ra, còn mà nó hết sạch thì mình nạp tiếp, mình chỉ làm vệ sinh tiếp tục trong này ha. À, ok. Rồi bây giờ mình gắn vào. Đó, thì bây giờ gắn vào cái lỗi này ha. Gắn vào cái lỗi này, cái lỗi này. Đó, gắn vào cái này. Đó, gắn vào cái này cho nó nằm vào trong nha. Đó, tiếp xúc ha. Xây này. Xây xây. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào ha. Ngược lại. Đó, bây giờ mình gắn vào cái này cho nó lọt vào đây ha. Đó. Ok. Cái này là quan trọng, nó lọt vào cái trục này. Cái này nó lọt vào cái đầu bên này. Thì bây giờ mình sẽ dàn áp vào. Ok, bây giờ là mình nạp xong mực rồi, bây giờ mình xây ha, mình xây cái trục này thử coi nó xây thế nào. Đó, nó xây cho nó đều mực. Đó, ok. Mình xây cho nó nhỉ, cảm thấy nó nhỉ đúng không, mực nó đều. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành xong cái phần nạp mực 17A dành cho HB và 30. Bây giờ mình kết thúc video ở đây. Các anh chị và mọi người xem cảm thấy có ích và hãy share và like, chia sẻ và đăng ký kênh dùm cho Đức Hà. Xin chào mọi người.